Rồi xin chào bạn Phúc ở Bắc Giang nha. Thì cái sản phẩm của bạn là mình đã lắp xong rồi nè. Thì ở đây bao gồm một cái túp lô điện, một cái adapter 12V. Cái adapter này nó có nhiệm vụ là nó cung cấp cái nguồn cho cái module điều khiển nhiệt độ này nha. Và ở đây là cái chui điện ra để mình cắm cái quạt 220 vào đây nha. À, bạn nhớ là hồi tối mình có hỏi bạn là sử dụng cái thiết bị gì, tải gì để mình biết á, thì hiện tại bạn nói là chỉ sử dụng cái quạt nhỏ như vậy thôi, cho nên mình mới không có lắp thêm một con relay chịu tải riêng ha. Cái con relay này là nó chịu đủ rồi, nó có thể chịu đủ cái quạt lớn này, có thể chịu được cái quạt này luôn nè, cái quạt to này cũng được ha. Đó thì mình đã làm sẵn dây cho bạn luôn nè. Đây là cái chui để bạn cắm vô trong cái ổ điện 220 ha. Này cọng dây này là 3 mét nha. Và đây là cái đầu cảm biến nhiệt nè. Thì cái cọng dây này thì nó khoảng 6 tấc à. 6 tấc là đi kèm theo cái combo này đó. Bạn muốn đấu dài thêm thì bạn cắt cái chỗ này ra rồi bạn nối dây thêm ra thôi. Nhưng mà nếu như mình nối nó càng dài thì cái tín hiệu cảm biến nhiệt nó bị giảm lại nha, nó không có chính xác nha. Đó thì mình đã lắp xong cái bọn này cho bạn nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cho bạn xem ha, cách thức nó hoạt động như thế nào ha. Thì ở đây mình có một cái ổ điện nè. Đó, mình bật cái ổ điện này lên ha. Và trước khi bạn muốn sử dụng á thì bạn sợ nó bị điện điện giật gì các thứ á, thì ở chỗ này nè nó có mấy cái tiếp điện này, thì bạn lấy băng keo bạn dán lại là xong ha. Đường mình đừng có chạm vào trong này, cái cọc hai cọc bên này là bạn chạm vào thì không sao, nhưng mà cái chỗ hai cọc của dây vàng này nè, thì mà nhỡ chạm tay vào thì bạn có thể bị giật lúc mà ghim điện nha. Thì bạn có thể băng dán băng keo lại, bít lại, đang bít chỗ này lại luôn. Đã mình không không còn gì tháo gỡ điều khiển gì nữa thì mình bít cái này thôi, còn ở trên này nguyên á không sao hết ha, hoàn toàn là không có bị điện giật nha, chỉ trừ hai cái cọc chỗ này thôi. Rồi trước tiên thì bạn sẽ cắm tải vào, thì đây mình có cái quạt nè, mình sẽ test cái quạt thử cho các bạn xem, cho bạn xem luôn ha. Mình sẽ cắm vào cái chui điện ở đây. Đây, cắm vào cái chui điện. Rồi sau đó mình sẽ ghim cái chui này để mình cấp nguồn cho cái module này ha. À, bạn cắm vào ổ điện. Thì bạn thấy nè, module hiện tại nó đang hoạt động rồi nè. Thì nhiệt độ hiện tại nhiệt độ môi trường là 32 độ 2 thì cái quạt này nó chưa có quay nha. Đấy, và cái đầu này là cái đầu cảm biến nhiệt nè. Thì mình sẽ lấy cái bật lửa. Mình sẽ lấy cái bật lửa mình đốt lên thử cho bạn xem này. Thì khi mình lấy bật lửa mình đốt lên thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên ha. Bạn nhìn cho kỹ nha, 32 độ nè. Đó mà nó tăng lên. Nó tăng lên 36 độ rồi đó. Trời ơi cái hộp quẹt. Nhiệt độ lên 38 độ, 39 độ ha, 40. Lên 41 nè, 42 độ là bắt đầu nó sẽ nhảy cọc rồi, cái quạt mình nó sẽ quay ha. Đây, quạt gió đang quay, nhiệt độ nó sẽ giảm xuống nha. Đó, giảm xuống dưới 42 độ là quạt mình nó tắt nè. Bạn xem kỹ lại nha. Đó, hiện tại 39 ha, mình sẽ bật lên cho bạn xem nè. Đó, nó lên. Nè, lên 42, quạt bắt đầu quay nha. Và nó giảm xuống nè, 44 rồi giảm xuống nha. Nó sẽ giảm nhiệt độ xuống nè. Giảm nhiệt độ xuống dưới 42 thì tắt này nha, trên lệch nhau 0,5 độ nha, rồi nó tắt rồi đó. Thì mình đã làm xong cho bạn rồi ha, rồi mình sẽ đi gửi hàng cho bạn thôi.